Bột nguyên liệu được nghiền mịn đạt yêu cầu trong sản xuất. Nguyên liệu trước khi nghiền mình sẽ cho vào trong cái bồn chứa liệu của máy, cho nguyên liệu đầy bồn, sau đó mình sẽ bật máy lên điều chỉnh tốc độ trực tích cấp liệu và trong cái đầu nghiền theo công suất của máy. Khi điều chỉnh công suất đạt yêu cầu để máy tự vận hành. Máy nghiền có tên kỹ thuật là máy nghiền búa tự động. Quá trình nghiền trực tiếp sẽ cấp liệu liên tục vào trong cái đầu nghiền. Máy này sử dụng rất khỏe. Quá trình nghiền chỉ cần một người canh sau cái nguyên liệu trong bồn hết để cứ đổ cấp vào máy tự vận hành. Quá trình nghiền mình đẩy nắp lại để bụi trong cái sản phẩm không bị bay ra. Máy được chế tạo bằng inox pe tư chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia dụng. Kết cấu cơ khí cho máy chế tạo đường trắng, cho máy tốt nhu cầu sản xuất công nghiệp và chịu tải ở cường độ sức cao. Sau một khoảng thời gian nghiền sản phẩm hết mình không nghiền nữa, sẽ tắt máy cho bột thành phẩm ra. Bột thành phẩm chứa trong túi chứa liệu, đổ bột ra kiểm tra độ mịn sản phẩm, độ mịn đạt yêu cầu trong sản xuất. Máy nghiền do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.